rồi khát khao và cũng một là một tự hào cho gần đầu Việt Nam. Vậy trong các buổi đấu đầu tiên đã phải đối mặt với tuyển thủ Việt Nam khác thì em có suy nghĩ như thế nào? Đối với em trận đầu thì em tưởng diễn tập thôi, nhưng mà thực sự là sau khi có kết quả luôn thì em giật mình, em ngỡ là chỉ có bắn tập thôi, nhưng mà cuối cùng thì em đã thắng, thắng với tỷ số 2-0. Nhưng mà sau trận 2 thì do là gặp chính đội tuyển của mình, chính cùng một là một gunner Việt, cùng một là một cao thủ Việt nên cũng áp lực và cũng có dè chừng. Tuy là em đã từ đầu đã tạo áp lực lên anh Hải, nhưng mà thực sự từ đầu đến cuối, từ đầu thì bao giờ em cũng tạo áp lực và bắn một cái lối bắn mà nói chung là đẩy họ đến trắng máu luôn, đẩy họ đến khi gần thua luôn. Nhưng mà sau rồi thì trận đấu lại trở về khi anh Hải anh lại lên máu, cuối cùng lại phụ thuộc vào sự may mắn. Còn Hải thì đang có cảm giác vấn đề không? Giang thì xưa bắn trận, bây giờ bắn tại mít không, yếu là kinh nghiệm hơi với lại nhây thôi. Lần thứ hai thi đấu rồi lúc tới thì em có cảm thấy là mình lên tay hơn, bình tĩnh hơn không? Lên nhắn lại đúng hơn, lên tay gì bắn thì mình cũng người nhưng mà cũng bắn chúng nhiều. Nói hai bạn không, giờ do trận đấu quyết định thứ ba. Rồi okay, bây giờ mời hai bạn vô trận thứ ba đúng để chiến thắng vua nha. Bắt tay. Bắt tay thế nào? Đứng lên. Bỏ lên.